Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay mời các bạn xem bản tin Nguyễn Hòa Bình mất cơ hội làm phó thủ tướng, quả báo quá nhanh. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao là một chức vụ nhỏ, chỉ dành cho những ủy viên Trung ương Đảng. Tuy nhiên hiện nay, ghế này đang được một ủy viên Bộ Chính trị nắm giữ. Tham vọng của Nguyễn Hòa Bình là chức vụ phó thủ tướng thường trực mà ông Trương Hòa Bình sẽ để lại. Ông Nguyễn Hòa Bình là nhân vật mà cả Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính đều cần. Tuy nhiên, tại sao ông Nguyễn Hòa Bình vẫn bị kẹt lại chiếc ghế chánh án Tòa án Nhân dân tối cao thì cũng chưa rõ, cần phải phân tích thêm trong thời gian tới. Thành tích của ông Nguyễn Hòa Bình không có gì nổi bật hơn ngoài thành tích ép chết Hồ Duy Hải qua vụ án xét xử giám đốc thẩm hồi năm ngoái. Tiếp nối những cái sai có hệ thống của ngành tư pháp Việt Nam qua các vụ án Hàn Đức Long, Nguyễn Thành Trấn, ông Nguyễn Hòa Bình đã trắng trợn trà đạp lên luật, tố tụng hình sự và tạo ra một loạt các vụ án oan sai chấn động. Đó là vụ kết án tử tù Hồ Duy Hải. Vụ án Hồ Duy Hải được cho là có liên quan đến một nhân vật có quan hệ họ hàng gia tộc lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, mà nền tư pháp của chính quyền cộng sản lâu nay là bảo vệ quyền lợi của tầng lớp cầm quyền chứ không bảo vệ công lý, bảo vệ người dân. Vụ án Hồ Duy Hải đã sai quá từ quá trình điều tra đến phán quyết sơ thẩm, phúc thẩm và cả giám đốc thẩm. Tất cả đều trà đạp lên luật pháp và ép chết bị cáo. Đó là dấu hiệu cho thấy cái sai được thông đồng và được thống nhất từ cơ sở đến trung ương. Đây là hình ảnh ông Trương Hòa Bình bị rớt đài. Việc làm của ông Nguyễn Hòa Bình thì đã rõ mười mươi là làm phẫn nộ nhân dân, nhưng ông ta lại làm hài lòng một tập đoàn quyền lực khét tiếng. Đây là điểm mạnh của ông Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính cần đến Nguyễn Hòa Bình với những bàn tay đẫm máu người dân như vậy. Trước đại hội 13, Nguyễn Hòa Bình ghi điểm rất tốt đối với những thế lực lớn. Nhờ đó mà ông ta được đề cử vào Bộ Chính trị để chuẩn bị cho cơ cấu ở vị trí cao hơn. Và cuối cùng, Nguyễn Hòa Bình đã bị vượt nhiều cơ hội lớn. Nguyễn Hòa Bình làm quan tòa không vì công lý mà vì mục đích chính trị của riêng ông ta. Khi ông đã trà đạp lên đầu công lý để thực hiện mưu đồ riêng thì rõ ràng ông ta đã làm điều thất đức. Về luật pháp thì ông Nguyễn Hòa Bình có thể trà đạp lên được, nhưng về luật nhân quả thì ông Nguyễn Hòa Bình khó mà tránh được. Nhìn bên ngoài, Nguyễn Hòa Bình được cả Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính chèo kéo, tưởng như con đường quan lộ của Nguyễn Hòa Bình sẽ lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, thực tế thì đã không suôn sẻ như người ta nghĩ. Còn lý do tại sao thì khó có thể giải thích một cách thỏa đáng được. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình bị vụt mất cơ hội lần thứ hai. Sau đại hội lần thứ 13, có tin cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đưa ông Nguyễn Hòa Bình ngồi vào chiếc ghế trưởng ban nội chính trung ương đầy quyền lực. Nếu ông Nguyễn Hòa Bình mà ngồi vào chiếc ghế này thì như hổ mọc thêm vây cánh. Lúc đó, dựa vào quyền thanh tra moi móc sai phạm của quan chức, ông Nguyễn Hòa Bình có thể quy tụ về dưới trướng một số thuộc hạ trung thành và loại bỏ bớt nhiều đối thủ. Tuy nhiên, vào giờ chót, ông Nguyễn Hòa Bình đã trượt khỏi chiếc ghế quyền lực này mà không hiểu tại sao. Có lẽ vì ông Phan Đình Trạc không có bến đỗ mới nên đã làm cho ông Nguyễn Hòa Bình mất cơ hội lần thứ nhất. Trước đây, việc chọn nhân sự nhưng chưa bổ nhiệm là chắc chắn rồi. Tuy nhiên, ở đại hội lần thứ 13 này, các phe nhóm đấu đá mạnh quá nên đến phút 89 vẫn chưa hề ngã ngũ. Vậy nên, nhiều dự đoán đều có thể sai lệch vì những bàn thắng vào phút chót. Ông Nguyễn Hòa Bình đã bị vụt mất cơ hội ngồi vào chiếc ghế trưởng ban nội chính cũng bởi vì những trường hợp bất ngờ như thế. Sau khi bị trượt khỏi cơ hội của ban nội chính, ông Trương Hòa Bình có cơ hội được bổ nhiệm vào chức phó thủ tướng thường trực. Tuy nhiên, dường như ông Phạm Minh Chính không thể kéo Nguyễn Hòa Bình về chính phủ được. Và việc kéo giữ ông Nguyễn Hòa Bình ở lại ban bí thư đã làm cho ban bí thư trở nên chật chội. Cơ hội của Nguyễn Hòa Bình ngày một ít dần. Và xử vụ án Hồ Duy Hải, Nguyễn Hòa Bình đã gây nên tội ác với các bị cáo và gia đình bị cáo. Ngoài ra, ông ta còn gây nên sự phẫn nộ của xã hội. Biết như này, người dân Việt Nam không bao giờ quên. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình với các vết nhơ. Nguyễn Hòa Bình là con người xuất thân từ công an. Ông ta không xa lạ gì ý muốn của sếp ở trên, không phải thượng tôn pháp luật mà được trọng dụng, mà là dùng người đó. Ông sếp đạt được mục ý đồ gì mới là quan trọng. Về việc trà đạp lên công lý dễ dàng, Nguyễn Hòa Bình là con người mà cả ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính muốn dùng ông này vào những mục đích xấu xa của họ.
Và nếu dùng ông này xong, nếu bị buộc tội thì họ sẽ dùng Nguyễn Hòa Bình làm tốt thí một cách dễ dàng. Với con người đã từng thời gian làm ở ngành công an, ngành kiểm soát và cả ngành tòa án, thì nếu ông Nguyễn Hòa Bình về chính phủ, thì ông Phạm Minh Chính phân công quản lý Bộ Tư pháp và Bộ Công an. Bộ Tư pháp thì không có vai trò gì lớn, nhưng đáng nói là Bộ Công an. Khi bộ này có một ông bộ trưởng xem thường pháp luật như Tô Lâm và cộng thêm một ông phó thủ tướng xem thường pháp luật không ra gì như Nguyễn Hòa Bình, thì có thể nói xã hội Việt Nam vào những năm tới đây sẽ rất khó khăn và hỗn loạn. Nguyễn Hòa Bình là một con người nói lời ngượng ngạo, không biết ngượng. Một gian hùng rất đáng sợ. Vào ngày 12 tháng 1 năm 2021, khi báo cáo về công tác của tòa án trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, khi được hỏi về án oan, thì ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định như sau. Trong nhiệm kỳ không xảy ra án oan hình sự. Đấy chính là thái độ thách thức và xem thường người dân cả nước. Muốn cứng với dân thì Phạm Minh Chính lại cần con người như vậy. Và vụ án Hồ Duy Hải lộ bộ mặt thật của Nguyễn Hòa Bình. Bản thân ông Nguyễn Hòa Bình từng là thiếu tướng công an tại Long An khi xảy ra vụ án và sau làm chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy viên Trung ương Đảng, và ông cũng nằm trong nhóm lực lượng lãnh đạo toàn xã hội. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình đã bôi một vết nhơ lớn lên áo quan tòa. Trong vụ án này, Nguyễn Hòa Bình là nhân vật đóng nhiều vai, từ công an đến vận trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và cuối cùng là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Từ điều tra đến tòa án, có thể nói ông Nguyễn Hòa Bình đều có dấu ấn. Và sự bóp méo vụ án đã nói lên bản chất của Nguyễn Hòa Bình. Và bây giờ thì quả báo nhãn tiền đã đến. Suốt 6 tháng qua, ông Nguyễn Hòa Bình đang hy vọng được bổ nhiệm vào chính phủ làm Phó Thủ tướng Thường trực thay cho ông Trương Hòa Bình. Tuy nhiên, tại kỳ họp Hội nghị Trung ương 3 và cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau đó, thì Quốc hội mới dự kiến phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng, trong đó không hề có tên ông Nguyễn Hòa Bình. Vậy là xem như cơ hội thứ hai của Nguyễn Hòa Bình như là đã thất bại. Và số lượng Phó Thủ tướng đương nhiệm là 5, tuy nhiên Quốc hội khóa mới dự kiến phê chuẩn 4 người ở chức danh này mà thôi. Vậy là ông Nguyễn Phú Trọng đã quyết trói ông Nguyễn Hòa Bình ở lại Ban Bí thư chứ nhất quyết không cho ông này nhảy qua bên chính phủ. Đây là chiến thắng của Nguyễn Phú Trọng nhưng lại là thất bại của ông Phạm Minh Chính và cả thất bại. Vì với chân béo bở Phó Thủ tướng, thì ông ta sẽ còn lộng hành hơn và cũng có nhiều bổng lộc hơn. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng không hề có Nguyễn Hòa Bình. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 khai mạc vào ngày 20 tới, dự kiến 499 đại biểu sẽ bầu và phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo trong bộ máy của nhà nước, gồm các khối Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước. Riêng khối Chính phủ hiện nay có 5 Phó Thủ tướng, kỳ tới kiện toàn còn có 4 vị. Như vậy, tổng số nhân sự lãnh đạo trong bộ máy nhà nước giảm 1 so với trước đây, tức là từ 51 xuống 50. Cơ bản, Phó Thủ tướng đương nhiệm đều được giới thiệu tái cử, trừ ông Trương Hòa Bình. Điều đáng nói là Nguyễn Hòa Bình lại bị giữ lại Ban Bí thư, nhưng không hề được lên chức mà khả năng cao là ông ta bị giữ lại ở chức danh chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Nghĩa là có thể ông Nguyễn Phú Trọng lại đi ông Nguyễn Hòa Bình trên chiếc ghế cũ, chiếc ghế chỉ dành cho một ủy viên Trung ương Đảng. Rất có thể chiếc ghế ủy viên Bộ Chính trị đối với Nguyễn Hòa Bình trở nên vô nghĩa. Và liệu đây có phải là quả báo hay không? Rất có thể là như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Nguyễn Hòa Bình mất cơ hội làm Phó Thủ tướng, quả báo quá nhanh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.